cặp vợ chồng trẻ để chó Pitbull 76kg, trông con 3 tháng tuổi. Hugh nặng tới 76kg, được coi là con chó Pitbull lớn nhất thế giới. Cặp vợ chồng Mellon và Lisa Grennan, chủ nhân của Hugh, cho phép Hugh liếm và chơi với Jackson, đứa con 3 tháng tuổi của họ. Mẹ Lisa, 25 tuổi, cho biết, "Tôi không hề lo ngại khi cho phép Hugh ở xung quanh con của tôi. Đây đâu phải chuyện gì to tát. Khi chúng tôi đưa Jackson về nhà, Hugh đã lao vào âu yếm nó." Lisa kể lại như vậy và cho biết thêm, "Nó theo dõi tôi lúc tôi chăm con. Nó sẽ kiểm tra nếu em bé khóc. Hugh là một người bảo vệ và người trông trẻ hoàn hảo. Nó đi theo tôi khắp nơi. Nó thực sự yêu Jackson và bạn có thể thấy điều đó trong ánh mắt của Hugh." Thế nhưng, Hugh cũng được huấn luyện để tấn công những kẻ xâm hại. Lisa nói, nó là một con chó bảo vệ có thể duy trì trạng thái cân bằng và ổn định. Công việc của nó là bảo vệ gia đình. Tôi tin tưởng Hugh, nó biết Jackson chỉ là một em bé và cần sự nhẹ nhàng. Mọi thứ đều được tôi theo dõi. Tôi sẽ không bao giờ để Jackson nằm trên sàn nhà một mình với con chó. Điều duy nhất mà mọi người chỉ trích chúng tôi đó là để Hugh liếm Jackson. Tôi thấy điều này thật ngớ ngẩn. Lisa phản biện rằng, tôi để cho Hugh liếm tôi hàng ngày và tôi không nghĩ nó bẩn chút nào, nhưng tôi cũng thường xuyên theo dõi điều đó và đảm bảo Jackson an toàn. Cặp vợ chồng hiện đang sống ở New Hampshire, nước Mỹ. Hugh nặng hơn Jackson 24 lần, nhưng bố Mellon, 28 tuổi, tin rằng sự đào tạo và lãnh đạo của mình sẽ giữ mọi người an toàn. Khi bạn là người lãnh đạo của một đàn có những cấu trúc, quy tắc, ranh giới, giới hạn và vai trò lãnh đạo, sẽ không có gì phải lo lắng cả. Tôi luôn kiểm soát được mọi thứ. Hàng nghìn người khỏa thân tắm sông đón mùa đông. Người tham gia quấn chiếc khăn bông trắng, đầu đội mũ bơi và đồng loạt trút bỏ mọi thứ khi ngâm mình dưới nước lạnh 12 độ C. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội Dark Mofo diễn ra vào ngày Đông Chí. Hàng nghìn người gồm du khách và người dân địa phương tụ tập ở cửa sông Derwent thuộc thành phố Hobart, bang Tasmania, Australia để khỏa thân tắm. Thời điểm mọi người cùng ào xuống sông tắm vào hơn 7 giờ khi nhiệt độ ngoài trời ở mức 12 độ C. Bất chấp trời mưa, mọi người đều lao xuống sông để tắm. Mọi người cười nói, hô hởi tham gia sự kiện này. Du khách Alyssa Hawley nói trên trang ABC của Australia rằng, tôi đã 2 lần tham gia lễ hội này và cảm thấy nó rất thú vị. Những người tham gia hoạt động khỏa thân tắm sông này cho biết họ không cảm thấy lạnh. Lúc chạm vào nước, mọi người cùng hét lên, không khí thật là vui vẻ. Tôi không cảm thấy lạnh vì còn mải chạy cùng mọi người. Ngoài khỏa thân tắm trong nước lạnh để chào đón mùa đông vào cuối tháng 6 ở Australia, lễ hội Dark Mofo còn thu hút du khách bởi các sự kiện âm nhạc và nghệ thuật. Năm 2016, lễ hội thu hút hơn 50.000 người cùng ghé thăm. Người dùng mạng xã hội Trung Quốc đang sôi nổi bàn luận chuyện một cô gái ở thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên mua nhà bằng tiền bán điện thoại iPhone 7. Được biết, cô gái này quen biết và hẹn hò với 20 chàng trai cùng lúc sau khi điện thoại iPhone 7 chính thức bày bán trên thị trường Trung Quốc hồi cuối tháng 9. Xiao Li đã thử lòng bạn trai bằng cách yêu cầu họ tặng điện thoại và không ngờ cả 20 người đều đồng ý. Cuối cùng, Xiao Li có 20 cái iPhone 7 và gọi điện hỏi Hui Shou Bao, một cửa hàng trực tuyến chuyên mua lại điện thoại và lấy tiền đó để đặt cọc mua nhà. Phát hiện đá trứng kỳ lạ trên bề mặt hành tinh đỏ. Thưa quý vị, trong khi khám phá khu vực núi Sharp trên sao Hỏa đầu tuần này, tàu thăm dò Curiosity đã bất ngờ phát hiện một thiên thạch có cấu tạo bằng kim loại. Các nhà khoa học của NASA sau đó đã đặt tên cho nó là đá trứng. Phân tích hình ảnh cận cảnh do camera của tàu thăm dò Curiosity ghi lại, các chuyên gia tại trường đại học bang Arizona của nước Mỹ cho rằng vật thể lạ có cấu tạo từ sắt niken. Đây là loại hợp kim được tìm thấy trong lõi của các hành tinh và được sử dụng để chế tạo pin có độ bền cao. Các nhà khoa học cho rằng thiên thể kim loại dường như có nguồn gốc từ lõi của một hành tinh lùn trong vũ trụ. Nó rơi xuống sao Hỏa từ vành đai thiên thạch có quỹ đạo quay giữa sao Hỏa và sao Mộc. Bề mặt của thiên thạch kim loại tương đối nhẵn nhưng bị rỗ và méo mó một vài điểm do tác động của thời tiết khắc nghiệt trên sao Hỏa. Nhà khoa học Deborah Beer cho biết sao Hỏa là nơi lý tưởng để tìm kiếm các thiên thạch. Đây không phải là thiên thạch đầu tiên được tìm thấy trên hành tinh đỏ. Các thiên thạch có thể tồn tại hàng triệu năm trên sao Hỏa do bầu khí quyển của hành tinh này thiếu oxy và hơi ẩm. Quan tòa chúc mừng phạm nhân đạt 100 tội. Colin Danes ở Thornton, Anh, sống trong phòng tù với bữa ăn sáng đơn sơ hàng ngày sau khi đột nhập hàng loạt địa điểm bao gồm phòng khám, khu cắm trại và một tòa nhà tư nhân. Người đàn ông 40 tuổi nhưng đã có tiền án ăn trộm lần đầu tiên từ khi mới là thiếu niên 14 tuổi. Quan tòa David Tickchurch bình tĩnh nói, "Ôi con trai, cuộc đời anh thật uổng phí. Giờ anh đã đạt đến mốc 100 tội trộm cắp. Thật tuyệt vời. Mọi người không vui vẻ gì khi cứ thấy mặt anh đâu." Trước đó, Danes đã ngồi tù 27 tháng, nghiện ma túy với 25 năm
gia cảnh khó khăn và hầu như không được giáo dục. Luật sư của bị cáo Patrick Mason nói, anh ta đã quá mệt mỏi với việc vào tù ra khám liên tục. Dines hoàn toàn không biết phải làm thế nào để cải thiện tình hình. Tuy nhiên, bị cáo vẫn nhận thêm 9 tháng tù vì trộm cắp ở Dortland, 12 tháng vì trộm trung tâm King Smith và thêm 6 tháng vì đột nhập tòa nhà của tập đoàn Orchard Veterinary. Tòa tháp cao nhất châu Âu giống hệt của quý khổng lồ. Thưa quý vị, từ dưới đất nhìn lên tòa tháp chọc trời 67 tầng trông thật hoành tráng, nhưng mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn nếu dùng máy bay trực thăng ngắm nhìn. Dự án 800 triệu bảng Anh, khoảng 980 triệu đô la Mỹ, Martha Spray London sẽ cung cấp nhà ở siêu xa xỉ cho 765 hộ dân. Tuy nhiên, ngay khi ý tưởng và đồ họa mô phỏng tòa tháp xuất hiện, cư dân Anh đã phản đối gay gắt. Khi nhìn từ trên cao, tòa tháp chẳng khác gì của quý khổng lồ, chưa kể tòa tháp còn đặt cạnh sân bay London, khiến du khách quốc tế sẽ hàng giờ nhìn thấy của quý bất đắc dĩ này. Một người dân Anh bình luận, nếu công ty địa ốc cũng giống như chúng ta, thì họ sẽ thấy đây là một của quý khổng lồ. Dự án đầy tham vọng sẽ ra mắt vào năm 2020 với độ cao 235 mét, tương đương 67 tầng. Tòa tháp Spire London sẽ cao nhất châu Âu. Hiện nay, tháp Chatsworth đang giữ kỷ lục cao nhất châu Âu với độ cao 195 mét. Sẽ trở thành một trong những khu địa ốc đắt đỏ, xa hoa nhất nước Anh. Để giải quyết về vấn đề chờ thang máy, tòa tháp trang bị 9 thang tốc độ cao, giảm thời gian chờ xuống dưới 35 giây. Tốc độ di chuyển của thang máy là khoảng 6 mét trên giây. Thả con vào đống phân bò để mong điều tốt lành. Các bà mẹ ở Ấn Độ khẳng định hành động này sẽ mang đến sức khỏe và nhiều điều tốt lành cho con cái của họ. Trẻ sơ sinh và trẻ em được cha mẹ nhúng và lăn đều trong phân bò trong một nghi lễ kỳ lạ của Ấn Độ nhằm mang lại may mắn cho đứa trẻ. Một video cho thấy các em nhỏ ngồi giữa đống phân bò khi các bà mẹ chân trần đứng xung quanh đảm bảo con mình không chạy trốn. Tục lệ này đã được thực hiện trong nhiều thế kỷ qua. Những người phụ nữ khẳng định nó sẽ mang đến nhiều sức khỏe và nhiều điều tốt lành cho con cái của họ. Thế nhưng các em nhỏ dường như rất khó chịu, la hét và khóc lóc khi bị đống phân bao vây. Các em luôn tìm cách trốn khỏi khu vực này. Tuy nhiên, các bà mẹ tiếp tục thả con mình vào đống phân được trang trí với hoa màu da cam, buộc các em phải lăn qua lăn lại. Nghi lễ được thực hiện bởi người dân Betul, khu vực Madhya Pradesh, Ấn Độ vào ngày 2 tháng 11 hàng năm, sau lễ hội truyền thống Diwali. Đây là lễ hội Hindu giáo lớn nhất ở Ấn Độ. Tuy các bà mẹ tin rằng thả con vào đống phân bò là một việc làm tốt, nhưng các bác sĩ lại cảm thấy lo ngại. Bác sĩ Raythor Manchila, một bác sĩ phẫu thuật đa khoa tại bệnh viện Poja ở Betul cho biết, đó là một tục lệ cũ được một cộng đồng ở đây thực hiện. Ông nói, tôi sẽ không chỉ trích nó nhưng đồng thời tôi cũng không khuyến khích, bởi tục lệ này có thể rất nguy hiểm cho trẻ em, đặc biệt là với những em mà có vết thương hở. Vi khuẩn trong phân bò cũng có thể gây hại cho làn da nhạy cảm của trẻ em. Bò là con vật linh thiêng trong văn hóa Hindu giáo. Nhiều người tin rằng nước tiểu và phân bò có giá trị y học. Việc giết bò cũng bị cấm ở nhiều nơi tại quốc gia này. Tranh cãi quanh hóa thạch rắn bốn chân. Nghiên cứu mới cho rằng hóa thạch rắn bốn chân không mang đặc điểm của loài rắn và thực chất là một loại thằn lằn cổ đại sống dưới nước. Tiến sĩ Michael Cowell, trưởng khoa sinh học Trường Đại học Alberta, Canada cho rằng hóa thạch sinh vật mang tên Tetrapodophis amplectus được cho là một con rắn bốn chân, thực chất là loài thằn lằn Dolichosaurus. Nature World News ngày 1 tháng 11 đưa tin, đây là loài động vật đã tuyệt chủng, có thân giống rắn và là tổ tiên của một số loài thằn lằn đại dương và bò sát. Nghiên cứu về loài rắn bốn chân được công bố lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2015 bởi David Martin, giáo sư cổ sinh học Đại học Portsmouth của Anh. Ông cho rằng loài động vật dài khoảng 20cm này sử dụng chân nhỏ để săn bắt và giữ bạn tình trong khi giao phối. Nó là mắt xích quan trọng chứng tỏ loài rắn tiến hóa từ thằn lằn bốn chân. Nghiên cứu này của giáo sư Martin rất được Cowell quan tâm bởi ông cho rằng nhiều đặc điểm được nhắc đến trong nghiên cứu là những bằng chứng mơ hồ. Ông và đồng nghiệp đến Đức sử dụng kính hiển vi kỹ thuật số để phóng to hình ảnh hóa thạch. Từ đó họ kết luận đây không phải là hóa thạch rắn bốn chân. Cowell nhấn mạnh Tetrapodophis không có các đặc trưng thường gặp ở loài rắn. Cụ thể, loài này không có răng hình móc câu giống loài rắn và hóa thạch được tìm thấy trong dạ dày của nó, thực chất là xương cá, có thể là thức ăn của nó. Điều này chứng tỏ Tetrapodophis nhiều khả năng là thằn lằn Dolichosaurus, một loài động vật sống dưới nước. Tuy nhiên, kết luận này vấp phải sự phản bác của giáo sư Martin. Martin khẳng định, tôi nghĩ Cowell chưa chứng minh được Tetrapodophis không phải là rắn. Một số quan sát của ông ấy, ví dụ như việc nó không có răng hình móc câu là sai. Tetrapodophis
là một hàng vẩy bụng và khớp nối đốt sống của loài rắn. Ngoài ra, nó còn mang nhiều đặc điểm khác giống loài rắn dựa trên kết quả giải phẫu hộp sọ.